kẹt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Ducati muốn tiết ra giọng cá tính với cái dàn chân sáng chói. Cái chiếc Ducati Montesera là một cái dòng xe đa năng được rất nhiều anh em ưa chuộng vì cái độ linh hoạt và thể dụng được cho bất cứ cái địa hình đường xá nào theo ý muốn từ người chủ. Đến với bản đồ hôm nay, một biker người Thái sẽ cho chúng ta thấy cái sự hấp dẫn bản đồ chuyển hôm nay. Tấm thể chiếc xe được thiết kế rất hầm hố, dễ dàng nhận thấy từ xa. Hệ thống phần đầu xe mang cho mình dáng dấp của một cái chú đại bàng lớn trên một cái bầu trời với một cái cặp mắt là sắc cạnh cùng với hai khe hút gió khá lớn bên dưới. Ngoại hình giữ nguyên với cái tông màu đen mờ đầy cứng cáp. Thay đổi nho nhỏ và đáng chú ý nhất ở cái phần điều khiển trung tâm đó chính là cái cặp phanh và con dầu Brembo kết hợp chiếc cốc bình dầu Motorrad. Hai bên tay lái là bộ cụ tích hợp đầy tín hiệu Motokages. Chân chân có lẽ là chi tiết thích nhất của cái mẫu xe này, bởi vì người chủ đã chi ra một khoản tiền lớn để sửa cho mình cái cặp phanh trước loại Brembo Bidis 4 bit kết hợp cùng với những chi tiết AJS cùng ngắt dầu Sabus. Tiếp đến là bộ bành mắt Chesney màu vàng gold khá bắt mắt. Nhờ vào nguyên liệu hợp kim mà nhì siêu nhẹ nên sổ một cái trọng lượng khá là nhẹ. Trung tâm động cơ là cái sự hiện diện của một cái bộ nội liên hợp thương hiệu đến từ Ducati, cho chúng ta thấy được cái sự chuyển động bên trong nhờ vào cái vật liệu kiến trong suốt kết hợp với cái nhôm TNC. Tư thế cái bộ chuyển động là sự kết hợp giữa cái đĩa tải và cách tán đĩa đến từ AM Racing làm tăng thêm cái sự nổi bật cho cái hệ thống này. Cuối cùng là những thay đổi âm thanh sức mạnh với một cái dàn ống xả ST Rosette Full Titanium. Honda MX niềm tự hào của Honda Nhật Bản. Cái mẫu xe con tay cỡ nhỏ của hãng xe Nhật Bản nhập khẩu trực tiếp từ bên Thái Lan về và phân phối ở Việt Nam lúc bấy giờ đó là mưa làm gió thị trường bởi một cái vẻ ngoài dù cái chiếc phần có lớn thu nhỏ mà cái sự bền bỉ của cỗ máy nhà Honda đem lại đến cho những khách hàng đã đốt cháy biết bao nhiêu con tim người mua phong cách xe của mình kỳ này. Chủ xe trang bị em ấy rất nhiều món đồ chơi chất, giữ nguyên một vẻ ngoài tem xe màu sơn, tuy nhiên người chủ bỏ luôn về sau ốp biển số dưới gầm đúng phong cách của cái chiếc phần lớn. Ngoài ra sẽ còn được trang bị những ốp đầu trước cho xe thêm chút lạ hơn, chống đổ CNC vàng, tay thắng biker xảo số chống gãy. Xanh xin quá dài vướng biếu nên được người chủ thay mới bằng xanh tăng dép dành cho các dòng xe Super R 150 hay độ. Cái bần dưới bên xăng rất chống chảy nên người chủ thiết kế che máy một cái bộ ốp phong cách là khác lạ, keo cũng liên lạc tạo thành một cái mỏ cài nhỏ ở bên dưới nữa. Cái dòng chữ này không còn có cái cản nên người chủ đã chế thêm cái cản CNC. Ngoài việc dễ dàng di chuyển, xe còn tăng thêm chút thẩm mỹ. Bô từ SC nhỏ gọn nhưng âm thanh cực kỳ khủng khiếp. Cái số ghế đôi CC tổng quan chúng ta thấy chiếc xe chỉ lên một ít món đồ chơi hàng nặng nhưng đã làm em ấy thêm chút hổ báo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.